Xin chào các bạn, hôm nay trang sức em và tôi xin giới thiệu tới các bạn sản phẩm nhẫn nam độc đáo vàng tây. Nhẫn nam độc đáo vàng tây được chế tác từ vàng 10K bền đẹp sáng bóng, thiết kế với công nghệ hiện đại, đem đến cho người dùng một sản phẩm hoàn hảo, kiểu dáng như một chiếc đồng hồ, vừa tạo cảm giác thoải mái, vừa làm tăng tính độc đáo thời thượng. Sản phẩm phù hợp với nhiều kiểu trang phục, là điểm nhấn cho phái mạnh càng thêm tự tin và bản lĩnh. Nhẫn nam độc đáo vàng tây, bảo hành uy tín, nhận đặt chế tác theo yêu cầu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nhớ like, chia sẻ và ấn đăng ký kênh để nhận thông báo khi có video mới nhất. Nếu có góp ý hay bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại bình luận bên dưới. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Em và tôi trao trọn niềm tin, đồng hành cùng bạn.